rau tươi đẹp quá. Mình dám nói đây là vườn rau đẹp nhất con phố này. Tối nay được ăn rau xanh mình trồng rồi. Tức chết mất thôi. Mình nhất định phải trị tên khốn này. Bố đâu nhỏ ơi? Bố đang làm gì vậy? Bố phải đuổi chuột đi, nó ăn trộm rau trong vườn. Nhà đầu to không ngày nào yên tĩnh được cả. Đừng cắn tao, tao không phải mèo thật. Lần này cho nó tự cắn con. Bố đồ nhỏ ơi, để con giúp bố. Cứu tôi với. Bố đồ nhỏ, mấy người quấy rầy tôi nghỉ ngơi rồi đấy. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lồng bắt chuột quá nguy hiểm. Cho nó nếm thử thế nào là nước nhấn chìm bảy quân. Bố đồ nhỏ, đừng đến gần. Sao không có nước vậy? Không cần con giúp thật sao? Trời ạ, con đồ to, phiền con bỏ chân ra khỏi vòi nước được không? Hả? Tuân lệnh, bố đồ nhỏ. Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy? Giữ trật tự đi bố đồ nhỏ. Dạ dạ, giờ thì yên tĩnh rồi. Bố phải dụ con chuột đáng ghét ra. Lần này con phụ trách cầm dòi, đừng làm việc gì khác. Bố dặn nút mở, con đừng làm gì cả nhé. Nhớ đấy. Con nhớ rồi. Bố bắt đầu đây. Chỉ vào cửa hang. Gì ạ? Nhắm đúng cửa hang. Cẩn thận. Cách gì cũng vô ích. Không ngờ con chuột lại bỏ đi vì cái này. Bố ơi, sao chuột lại chuyển nhà vậy? Con xem. Hóa ra con chuột sợ cái dép thối của chú Mao. Chúng ta có nên tặng ít rau cảm ơn chú Mao không? Đương nhiên, chú Mao đã giúp chúng ta bảo vệ vườn rau mà. Hmm.
Bí mật của Bảo Hồ Lô. Con đầu to ơi, con đầu to ơi, con đầu to, con đầu to, chúng mình chơi trốn tìm đi, bỏ qua đi. Cậu nhìn xem, tớ phát hiện ra cái này hay lắm. Đây chẳng phải hồ lô sao? Không không, đây không phải hồ lô bình thường đâu. Cậu nghe xem, bên trong cái gì thế? Tớ cũng không biết. Không có lỗ sâu. Cũng không có vết nứt. Thế thứ phát ra tiếng kia chui vào trong bằng cách nào nhỉ? Tớ biết rồi, đây là bảo hồ lô. Trong bảo hồ lô vốn có bảo bối mà. Đúng rồi, nhất định là thế. Chắc chắn là có lão thần tiên sống trong đó. Ngài ấy có thể đưa chúng ta bay lên. Tớ nghĩ bên trong có những viên bi thật đẹp. Rất nhiều bi, đổ mãi không hết. Vua bi dạng tuế, dạng tuế. Cứ lấy đi, hỡi các thần dân của ta. Những viên bi lung lên sắc màu, cứ lấy tùy thích, đừng ngại. Thế thì tốt biết mấy. Chúng ta nghĩ cách biến bảo bối trong bảo hồ lô ra đi. Biến như thế nào? Như làm ảo thuật ấy. Tiểu Minh, giờ cậu là trợ thủ của tớ. Lấy ga trải giường xuống giúp tớ. Tuân lệnh. Nhà ảo thuật chính là như vậy. Đậy lại, rồi mở ra. Chẳng có gì cả. Lạ nhỉ, cậu làm không đúng rồi. Nhà ảo thuật dùng mũ phớt cơ. Biến. Bố đồ nhỏ có mũ phớt. Halloween năm ngoái bố từng đội. Không tìm thấy. Tìm thấy rồi. Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Biến. Vẫn không thấy bảo bối. Có lẽ bảo hồ lô không thích trẻ con mà thích người lớn. Dừng ơi, mở cửa ra. Tớ không đứng nổi nữa. Tớ biết rồi, bảo bối trong hồ lô nhát gan nên không dám ra. Hai đứa đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ, con phát hiện ra một bảo hồ lô. Lắc lên ngay bên trong có tiếng lạo xạo. Nhưng bảo bối mãi chẳng chịu ra. Là vậy à? Hai đứa chờ lát, bố có cách để bảo bối ra. Tuyệt quá. Bố đồ nhỏ ơi, bố đang làm gì thế? Đánh trận à? Hai đứa nhắm mắt lại, chốc lát sẽ biết ngay. Được rồi, mở mắt ra đi. Bố đồ nhỏ, bố làm hỏng bảo hồ lô rồi. Bảo bối trong bảo hồ lô cũng mất rồi. Vẫn còn, bảo bối ở đây này. Đây chính là bảo bối ư? Không sai, đám lạo xạo bên trong hồ lô chính là bọn chúng. Đây là hạt hồ lô, chính là bảo bối của hồ lô. Biết chưa nào? Nói vậy trong hồ lô không hề có lão thần tiên. Cũng không có bi. Ừ, hạt hồ lô chả giống bảo bối gì cả. Không hề, hạt hồ lô này sắp thể hiện bản lĩnh của nó rồi. Sang năm ở đây sẽ mọc ra quả hồ lô mới. Thật ạ? Tuyệt quá. Các con tưới nước đi. Đây quả nhiên là một bảo hồ lô. Không chỉ ra hạt để trồng tiếp, mà giỏ còn có thể dùng múc nước, không bị rớt ra chút nào. Thật thần kỳ. Anh hùng bố.
Hôm nay, dưới tòa nhà Phong Thu đã xảy ra một vụ cướp. Một cô gái bị kẻ cướp giật mất túi xách ngay dưới tòa nhà công ty bố đồ nhỏ này. May thay, một người đàn ông qua đường đã dũng cảm vật lộn với tên cướp, kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới bắt kẻ xấu. Mặc dù người đàn ông dám làm việc nghĩa này bị kẻ du côn tấn công trúng chân phải, đánh vỡ tan kính, nhưng anh vẫn nhất quyết không tiết lộ danh tính, lẳng lặng rời đi. Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt, chúng ta hãy cùng phong anh làm anh hùng mắt kính. Bố về rồi đây. Về đúng lúc lắm, cơm nước vừa chuẩn bị xong. Hóa ra bố đồ nhỏ chính là anh hùng mắt kính. Chào mừng anh hùng mắt kính trở về nhà. Em phải đi nấu thêm món mới được. Anh hùng mắt kính gì cơ? Xong rồi, đây là món dành tặng anh hùng. Tuyệt quá, gà rán, để anh hùng ăn trước. Anh hùng gì vậy? Hôm nay trên đài nói. Con không ăn nữa, cho anh hùng bố ăn hết đấy. Anh hùng gì cơ? Đừng giả bộ nữa, em nghe đài nói rồi. Nếu không phải anh dám làm việc nghĩa, thì tên cướp túi xách kia đã chạy thoát rồi. Mặc dù anh bị thương, nhưng cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến hình tượng anh hùng của anh. Đúng vậy, bố là anh hùng dũng cảm. Hai người hiểu nhầm rồi, bố không phải. Em biết, anh muốn là một anh hùng vô danh. Anh hùng ăn nhiều vàng, giảm bớt căng thẳng. Làm anh hùng được đối đãi tốt thế à? Vậy thì mình làm anh hùng một lúc vậy. Ăn no căng cả bụng. Anh hùng bố ơi, đọc báo này. Được. Mời anh hùng bố uống trà. Được được. Nóng quá. Qua, anh hùng bố biết phun lửa. Alo, anh hùng bố ơi, bố đang làm gì thế? Thứ hai bố đi làm, có bắt kẻ xấu trên đường nữa không? Con đồ to. Có con không được đi theo bố nữa, mau đi học bài đi. Rõ, con phải nghe lời anh hùng bố, đi học luôn. Mình phải chăm chỉ hoàn thành bài tập, noi gương anh hùng bố. Có một người bố anh hùng, đúng là một tấm gương tốt cho con cái. Con đồ to trở nên hiểu chuyện nghe lời như thế, thì mình tiếp tục diễn vai anh hùng bố vậy. Chào buổi sáng anh hùng bố. Anh hùng bố ơi, con dành món ăn vặt ngon nhất của con cho bố. Bố có thể kể lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy cho con nghe được không? Cái này... Chúng cháu đến thăm anh hùng bố ạ. Hả? Đồ to đã kể chuyện anh hùng bố cho tụi cháu nghe, ngầu hết nấc. Tụi cháu cũng muốn gặp anh hùng. Được rồi, đừng chen lấn, từng người xem một. Anh hùng bố ơi, cho cháu ôm một cái. Anh hùng bố ngầu quá. Làm anh hùng mệt thật. Anh hùng bố ơi, tôi không muốn quyết đấu với cậu đâu. Bố đồ nhỏ, kẹo bông đã kể cho tôi nghe chiến tích của cậu rồi. Ngẫm lại tôi thấy thật hổ thẹn. Mặc dù tôi biết võ công, nhưng lại không dũng cảm bằng cậu. Thế nên tôi quyết định tặng đai đen này cho anh hùng. Tuy rằng cảm giác khi làm anh hùng rất tuyệt, nhưng mình không thể dối gạt mọi người mãi được. Mình phải nói ra sự thật. Ủa, mắt kính đâu ta? Đứng lại, tên trộm kia. Đứng lại, tên trộm kia. Anh hùng mắt kính ta đây sẽ tóm được nhà ngươi. Nguy hiểm đó. Anh hùng bố thật siêu phàm. Thứ hai đi nhà trẻ, con sẽ kể với các bạn. Nghe bố nói, bố không phải anh hùng. Sự tình là như vậy. Bố đồ nhỏ, anh đã dũng cảm nói ra sự thật. Có phải anh hùng hay không thì có hề gì. Bố đồ nhỏ vẫn là anh hùng. Ban nãy bố đã cứu con. Bố là anh hùng của nhà ta. Cảm ơn sự động viên của hai mẹ con. Bố yêu cả nhà.
Tay mắt áo mới. Bố đồ nhỏ, con đồ to, mẹ phải đi chợ, chút nữa có người mang đồ tới, hai người ký nhận giúp mẹ nhé. Đồ gì thế? Em đặt mua một cây mắt áo, hai người nhớ phải coi cẩn thận, đừng để va chạm. Mẹ yên tâm. Xin chào, đây là cây mắt áo của nhà cháu, cháu ký nhận nhé. Vâng ạ, cháu biết viết chữ. Khoan đã, tôi kiểm hàng trước rồi ký. Được thôi, không thành vấn đề. Không vấn đề gì rồi. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta khiêng nó vào nhà đi. Con là đại lực sĩ đấy. Ây da, cửa khóa trái mất rồi. Không vào được. Chúng ta không vào được rồi. May mà thời tiết cũng đẹp. Chúng ta ngồi ngoài giường chờ mẹ về thôi. Vâng ạ, nhân tiện bảo vệ cây mắt áo của mẹ tập về luôn. Chim con, tránh ra. Đừng đậu lên cây mắt áo. Không được mổ vào. Con đồ to, mau bảo vệ cây mắt áo. Con tới liền. Được quá, đi thôi. Bố đồ nhỏ đừng nóng, còn có vũ khí. Lưới bắt chim siêu cấp. Cuối cùng cũng được rồi. Cây mắt áo xác ướp, tuy hơi thiếu thẩm mỹ nhưng chắc vẫn dùng được. Mắt áo, đừng đừng. Làm sao sửa đây? Khoan đã, chờ với. Giờ thì không còn gì nữa rồi. Thôi xong, mẹ tập về nhất định sẽ nổi giận. Tệ thật, mẹ tập về chắc chắn sẽ nói chúng ta là có cây mắt áo cũng không trông được. Điều tồi tệ hơn là chúng ta đã hứa với mẹ tập về sẽ trông coi mắt áo cẩn thận rồi. Điều tồi tệ nhất là mẹ tập về sẽ nghĩ chúng ta nói không giữ lời. Bố có cách rồi. Wow, cây mắt áo mới. Không tồi, bây giờ chỉ thiếu màu thôi. Xong, hãy ngắm nhìn kiệt tác của chúng ta. Đẹp quá. Bây giờ chúng ta phải làm cho sơn nhanh khô. Hay quá. Khô nhanh nào, khô nhanh lên. Mẹ về rồi. Bằng tốt. Đây là cây mắt áo em đặt sao? Hình như không giống lắm. Đúng thế, đây là cây mắt áo đẹp nhất anh từng thấy. Mẹ mau mở cửa đi, để con nhờ bố giúp mẹ khiêng vào. Cuối cùng cũng hoàn thành. Mẹ không phát hiện ra đây là cây mắt áo nhân bản. Côn trùng.